Gửi cho bà đây là 2 triệu đồng của gia đình của chị Bình ở bên Mỹ ha. Sao con em à? Xin chào ông bà cô bác, anh chị kính mến. Hiện tại thì em đang có mặt ở chùa. Ở đây là chùa Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Đây là chùa gì chú? Đây là chùa gì á? Chùa Bà Đập. Chùa Bà Đập. Đây là chùa Bà Đập. Ngày hôm nay thì là ngày cuối cùng đưa tiễn anh trai 36 tuổi mắc bệnh. Rồi anh nghỉ quẩn đã tự treo mình trên cây. Thì mất, khi mà mất là bỏ lại mẹ. Khi mà anh mất bỏ lại mẹ già 70 tuổi. Mẹ già cũng đang chăm sóc ba đứa cháu nhỏ nữa. Thì anh thì không có vợ, có con gì hết. Anh vừa bị mắc bệnh, vừa đi làm để mà nuôi sống gia đình. Thì bây giờ là anh lại muốn giải thoát cho mình, bớt đi cái phần đau đớn. Thì anh cũng tự treo mình trên cây, đã qua đời. Ở đây cũng ai cũng tiếc nuối hết. Thì anh cũng muốn giải thoát cho mình, là cũng không có muốn làm cái gánh nặng cho mẹ, lo cho mình bệnh đau á. Anh ra đi thì rất là xót xa luôn nha cả nhà. Ngày hôm nay thì ở khu vực hàng xóm, anh chị em, bà con, chú bác gì đó cũng đến rất là đông để mà đưa tiễn anh đi lần cuối cùng. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng rồi đó cả nhà. Thì đến đây em cũng chia sẻ cập nhật, thì cũng rất là mong được sự đồng cảm của quý nhà tâm, quý mạnh thường quân sẽ hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình vượt qua trong cái lúc khó khăn này. Thì gia đình này rất là khổ luôn á cả nhà. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi người ai cũng cầu nguyện cho anh đó. Thì cũng rất là mong quý khán giả, quý mạnh thường quân xem được cái đoạn video này thì cũng hãy cầu nguyện cho anh một lời để cho anh sớm được siêu thoát á. Anh cũng linh thiêng thì phù hộ cho mẹ có thật là nhiều sức khỏe để chăm cháu. Để khỏi cái sự đau đớn. Vậy anh sao? Kè qua được kìa. Ê? Đi ngủ nữa hả? Trời ơi, đi đường ruộng luôn cả nhà. Giờ anh đi đường tắt. Được. Có ông đó đi không được. Trời ơi, lần đầu tiên luôn đưa tang mà đi bằng đường ruộng nè cả nhà. Đi ra đi bên đây nè, dễ hơn nè.
đến ngôi chùa rồi. Hay chùa cũng đang sửa chùa rồi cả nhà. Ngày hôm nay là buổi mà đưa ta ăn nhanh 36. Đi rồi mà. Không có đậu tỳ ha, mấy anh em ở hàng xóm tập hàng xóm rất đông. Lục phường rất nhiều. Ai cũng nói là tôi nghiệp anh hiền mà không chưa có gia đình, chưa có vợ lần nào hết. Lâu lâu quá. Ai cũng thương quá, ai cũng thương. Tất cả để thắp cho anh một nén hương cầu mong linh hồn của anh sớm được siêu thoát. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hoàn cảnh của anh thì khó khăn quá cả nhà. Không thể nào lý do mà anh ra đi bỏ lại mẹ già thì do là hoàn cảnh khó khăn quá, anh cũng không có tiền mà để đi điều trị, anh mang trong mình một cái chứng bệnh thì cũng rất là lâu rồi, gần 10 năm rồi cả nhà, nhưng mà anh lại không có nói cho ai biết hết, anh cũng che giấu tới mà cái lúc mà anh chịu đau đớn hết nổi, anh đi khám ở bệnh viện, bác sĩ cũng cho hay được cái chứng bệnh, anh cũng muốn giải thoát cho mình, để lại rất là nhiều niềm đau. Ngày hôm nay là sáng 8:30 là đưa anh đi đến chùa Bà Đập, đây là huyện Chân Đề, tỉnh Sóc Trăng, để mà đưa anh đi lần cuối cùng. Nhà thì rất là khổ lắm, không có tiền mà để đi điều trị ấy. Nên là anh cũng rất là đau, mà còn muốn tìm cái đường lối thoát riêng của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Không biết nói gì hơn luôn, rất là đau lòng cho tất cả những người ở đây. Đây để chuẩn bị đưa vào lò rồi, thân cũng rất là đau lòng. Sao con em hả? Ông bà ơi,
là phút giây cuối cùng đưa anh trai 36 tuổi vào. Cúi vào những cái ngôi chùa ở đây đã được thiêu rất là nhiều thi thể, cho nên là lò thì nó cũng xuống cấp, ở trên thì nó cũng tốc mái luôn các nhà, cánh cửa nó cũng một nát hết này. Sau đây tôi xin đại diện thay mặt cho gia đình em, tôi xin chân thành cảm ơn mấy anh đã đến giúp vui giúp chia buồn trong gia đình chúng tôi, đã chia buồn chia sẻ, đã giúp cho gia đình chúng tôi. Tôi xin đại diện thay mặt các chị mẹ đã tặng mặt một con của chị mẹ. Mấy anh đã đến YouTube đã chia sẻ chia buồn chúc gia đình chúng tôi giúp một số phần số tiền, tôi xin chân thành cảm ơn. Tôi xin lời gửi chúc hết mấy anh đã làm ăn dở dạo sức khỏe trong gia đình được trăm năm hạnh phúc, thì hết tất cả quý khách đã đến chia buồn chúc gia đình chúng tôi chân hay khi ba cùng xem mò họ phân bóng ôn trong đầu đi thật vàng của mô cùng liên thanh phúc ở vùng của ta lục dây mê miền tiền YouTube hàng tôi đã chạy cùng lê và lời kể chạy chậm luôn thật nặng chiếc mây liền chiếm đây trong hơi khả năng mình chút có miền khả năng một tuyên rồi chúng ta này những kỳ mê thiệt chúng ta ta của tôi à. Rồi những cây khô á. Đây còn khắp nữa nè chú. Là cái châm bầu có vô à chút ăn túi không mà con không bán ô vậy không bán chờ lát để à để cái ổn rồi phải vô ô túi luôn bỏ đây túi luôn. Má cho lấy bùi chuối tôm lấy bùi ngọc 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 Ủa, sao vậy? 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 Ủa, s
đó là gần năm mươi lăm kg mà hạt tỏi. Tôi tối dân tốt định tháng tỏi, bóc tháng tỏi à, mọi người chẳng xe nát chứ không tháng tỏi. Cái ở cái quỷ, cái quỷ thôi. Là tao thủ tới hỏi Nơi này thấy chất củi nhiều quá ha chú, nhiều quá, nhiều quá chừng luôn, cút bự bự không. Đầy củi luôn, lấy nhiều tỏi mình khỏi thêm. À. Thấy những bên ngôi chùa bên kia người ta để ít là một lát người ta thảy vô thêm hả chú? Dạ. Nó mới cháy hết rồi. Đại một lần là rồi rồi. Như vậy là khoảng có mấy tiếng ha? À, chừng 2 tiếng rưỡi 3 tiếng. Ờ. Chứ. Chú này cũng mới cho tiền, bà cố gắng lên nha bà ơi, bà cố gắng lên, bà cố gắng lên nha, bà cố gắng vượt qua, thương bà quá. Thì hôm nay con đến đây giống như cùng với bà con với gia đình mình là đưa tiễn anh nhanh nè về nơi an nghỉ. Dạ. Dạ. Đó thì hôm nay thì con cũng có khi mà đăng tải có Mạnh Thường Quân á, có gia đình của chị Bình ở bên Mỹ thì cũng gửi cho bà được 2 triệu ha bà. Con cũng gửi cho bà luôn nha. Dạ. Cho bà mua nhang đèn gì đó để cúng cho ảnh. Đây con gửi cho bà, đây là 2 triệu đồng của gia đình của chị Bình ở bên Mỹ ha. Dạ dạ. Và cố gắng lên. Không nói gì hơn nữa cả nhà ngoài cái lời cảm ơn. Dạ. Tiếng Việt nữa. Bà không gần lắm. Bà không gần. Dạ. Đó thì con cũng thay mặt bà cảm ơn Mạnh Thường Quân ha. Dạ. Dạ. Chúc bà nhiều sức khỏe. Cảm ơn ba người cháu. Dạ. 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 Sau này còn khó khăn nhiều lắm. Hy vọng thì mình hãy mang tương và giúp cho bà. Dạ. À, người bệnh tim. Rồi ngốt bà bệnh người này kia rồi đi đứng làm sao trời. Không ai luôn. Không ai để đưa mẹ đi á. Mấy chú giúp được thì giúp sửa cái căn nhà cho bà này nọ, đừng có mưa giọt nát này nọ. Dạ. Nhà nó đang bệnh người thi mẹ vậy cũng trợ lý. Dạ. Chị là gì với anh nhanh? Chị hai đây. À chị hai. Chị đi Bình Dương. À chị làm ở Bình Dương hả? Chị em có khổ còn mà chị khi mà hay tin em mình như vậy thì cũng cấp tốc về đây. Nó nuôi mẹ lâu rồi, càng bệnh càng nuôi á. Trời gần mưa rồi giúp sửa nhà cho bà, nhiều người cũng cảm ơn chú. Mẹ bệnh rồi anh nhanh cũng bệnh luôn. Nó bệnh nhiều lắm, cố gắng đi làm đó. Rồi anh Nhanh có hay điện lên cho anh tâm sự với chị không? Có nói chuyện gì rồi với chị không? Lúc mà sau này nó không nói chuyện nữa. Nói chuyện coi chị anh nào biết hết trơn á, tự nó đi. Anh chị cũng không có ngờ mà anh làm như vậy đúng không? Vì anh buồn quá trong bụng rồi, anh không còn được, không còn cách nào nữa. Chị cũng khổ, mẹ cũng khổ đó.
không có tiền bạc nó đi bệnh viện được hết. Nếu mà sau này nó nằm chậu đúng hay coi nó là bà nó còn bệnh á, chị cũng đi làm nó bệnh lên là... Dạ anh sợ là giống như là sau này anh nằm rồi không ai lo, không ai lo. Rồi là gánh thì nặng nó không to gánh nặng cho bà nên là anh ra đi. Thì ra đi của anh thật sự là một cái mất mát rất là lớn, bà con ở đây ai cũng thương hết, gia đình có thấy là đi hết sớm luôn, đi đưa tiễn ảnh đó bà. Nó hiền lắm, đắp cư cái gì nó đấy hết trơn. Thì anh em đăng tải lên thì cũng có gia đình chị Bình để thấy hoàn cảnh của bà thương, thì cũng chút mắt là gửi cho bà 2 triệu để cho bà mua nhang đèn này kia. Nó hy vọng thì sau khi mà tôi có đăng tải á thì Mạnh Thường Quân lại tiếp tục thương và giúp cho bà, chứ con thấy nhà cửa bà cũng tan nát hết trơn rồi. Mừng cho mấy chú mạo đó, nhát luôn đi, chắc nó đậu quá sao nó bị bệnh thêm nữa. Đáng lẽ là bệnh đó không được đi dắt nặng. Dạ, vậy không đi dắt không có tiền đó. Không dắt lúa nó mới chú. Đi dắt lúa mới nó bị nặng thêm. Rồi tới về buổi chiều về đi cá về cho mẹ ăn. Dạ. Đi bằng đi làm rồi đi xiệt nữa, đi xiệt với cá với gì lại. Tính ra anh giỏi, đi giỏi. Chợ, đi chùa. Ừ. Giỏi lắm. Không có nói nặng nè như anh em nào. Ảnh 36 tuổi mà cũng chưa có gia đình luôn, chắc do nghèo quá, không có cưới vợ nổi. Tiền bạc đâu, nó bệnh người mẹ cũng vậy đó, tiền bạc đâu mà cứ. Anh lại 36 tuổi là con cũng bự rồi đó, nhưng mà do. 36 mà coi gia đình sớm con còn 20 tuổi rồi. Do hoàn cảnh đó, cái này do hoàn cảnh khó khăn nên là ảnh cũng không có ai lấy vợ. Ai cũng biết hết trơn, khó khăn lắm. Bệnh thì đỡ, mẹ bệnh nhẹ đâu, bệnh tim nữa đó. Một giờ đêm cũng đi bệnh viện. Làm mệt lên là đi bệnh viện. Nói chợ đi nó, dạ. Mẹ con ở nhà đó, đâu có ai mà săn sóc đâu. Con một mình nó săn sóc luôn. Cô ở gần không? Cô có ở gần? Tôi em có ở gần nhà không á? Xa. Nếu mà gần mình tính coi. Có một mình... bà là ở bên đó thôi. Nhưng mà em thấy không, nhà cửa cũng không có. Có gì thì ở trong nhà em thấy không có gì hết chứ. Dạ. Là lúc trước đặt cái bò nó bệnh quá, ba bò gối nó. Chắc mình cũng chữa chạy khắp nơi rồi, bỏ tiền rồi chữa chạy hết rồi nên là bệnh nó không có hết. Tại vì nó nằm người đi đào đất đào gì ai cũng mướn gì nó đi hết chứ nha. Căn bệnh không có giảm được. Nếu mà nó ở nhà không có tiền đi bệnh viện, nó cố gắng đi làm, có tiền thôi đi bệnh viện đi khám liền luôn, có tiền mà đi. Đi hai lại thấy thuốc một bột nữa. Thấy còn một đống thuốc rồi để trên chưa uống hết nữa đã ra đi. Đi khóc rất là nhiều. Đây chứ không phải nói một tiếng nào anh em hết chứ. Tự nó đi. Nói là anh bệnh trong mình rồi muốn tìm cái đường giải thoát, đừng cho mẹ mà phải khổ gì con. Cái lúc mà anh đi làm được á thì không sao, anh sợ nhất là anh nằm á chị, anh nằm xuống rồi cô ở đây 70 tuổi rồi phải lo cho con như vậy, chắc anh mới suy nghĩ một cái lối đi. Không có nói cho ai biết hết trơn, không có điện đi làm mình nhiều lắm. Không có tâm sự với chị em gì hết hả? À, lúc ta cùng có nói chuyện qua lại có nói gì cái bệnh của ảnh không chị? Không có nói gì hết. Nó không làm nói tự cam chịu uống thuốc. Cứ hút một bọc mà đi theo, nào nó mệt, nó náo ngực, nó mệt. Đi làm mà đem thuốc theo. Nhậu được. Không nhậu luôn. Lại kêu đi ăn thì ăn rồi nó ngồi chơi. Bạn bè nó nhiều lắm, ta thương. Dạ. Giờ
giờ mắt nó là rồi em ăn luôn rồi chị cũng mà nếu mà chị giàu quá chị cũng ở nhà nuôi mẹ chị nhiều. Nhưng mà chị đi làm thì có em trai ở nhà đúng không, cũng lo cho mẹ được. Còn bây giờ mà chị đi xa rồi thì có mình mẹ ở nhà. Người trong trong ba đứa cháu nhỏ nữa. Bà có con chị không? Bà trong cháu là có con của chị không? Có. Con. Nhỏ nhỏ con. Ba đứa. Này đi làm cuộc sống đi làm có tiền chứ cuộc sống giờ đi làm cũng khó khăn lắm. Chồng là nhà con nó ở nhà điện liên á, chị đâu có tin nó đâu. À. Chị không tin đâu, thi điện thoại nhà điện báo, thi điện thoại mạng nó cái gì đó mấy chị mới biết. Chắc chị không tin luôn á, xem trên mạng rồi mới điện cho chị hả? Mới biết điện chị không tin nữa. Trời. Chị không tin đâu, nó không có vậy đâu, tại sao nó làm vậy? Vợ đi rồi đi. Có người xem trên mạng rồi mới điện cho chị gái nè. Cái người nhà lúc đó cũng nói chung là ấy quá, tối quá không có ai điện cho hay luôn. Có em điện cho nó không bắt máy. Dạ. Chị đang làm luôn, rồi chị xin nghỉ. Đúng rồi, đa phần bây giờ đi làm thuê. Không có chuyện chơi mà cho mẹ chút chút thôi. Từ nó nuôi mẹ, từ nó xử mình đến cưới gì, đám gì thì lo cho con, lo cho này kia đi đám này kia là ở nhà tốt, ở nhà tốt, ở nhà bệnh nó được, ở nhà bà nó làm được, có nó là đỡ, làm cũng có tiền, của con đâu có đẹp gì. Cái gì chị? Lặng nó đi nhà cũng cá nữa, kiếm đồ cá luôn, cháu ăn nó thì thật cháu ăn. Tự nó hả? Lặng. Nhà chị làm, nó đi, chị nó về làm nhà nó thấy không? Trời ơi, nhà cũng ngồi dặn mặt nó là đau, là chị thì buồn lắm đó, chị buồn thiệt, chị thương. Chị đâu nuôi mẹ, nó đưa bệnh này. Nhưng mà nó không bệnh, nó không nuôi mẹ thì chị không thương nó đâu. Nó bệnh gần nuôi mẹ á. Đi làm. Đi làm không ai cũng mới vậy. Giáp thuốc, giáp vậy, giáp gì không cho chân mình tuần lễ đó. Dạ, sao mà hết được. Có tuần lễ, phải giáp tuần lễ. Nếu mà không làm có tiền thôi. Làm có tiền là đi bệnh viện, anh em mua này, mua kia. Mua gạo như vậy cho mẹ, mua cái gì. Cùng dư tiền cho bạn chứ. Anh lo cho mẹ. Thương mẹ lắm. Thương mẹ. Thương mẹ thương cha. Thương cha ba đứa. Con cha hồi lúc cha còn cung nó một tay nữa. Nó càng bệnh nó cũng lo luôn. Trong vòng tay nó hết trơn. Cha cũng khỏi. Mẹ cũng khỏi. Cha bệnh. Cha bệnh rồi. Ông qua 2 năm rồi, 3 năm rồi. Anh nhanh này cũng từ nhỏ cực khổ ha. Từ nhỏ tới lớn em ơi. Từ giờ luôn. Ừ. Nó khổ tới mất khổ. Ai mưa gì nó làm đấy. Dạ. Muốn giàu đó, chị làm hồ đủ thứ chứ. Muốn làm gì có tiền nó làm mà. Tại vì không có tiền mua thuốc mang. Dạ. Làm gì đi nặng, làm gì đó. Không có hết bệnh, nó nặng thêm nữa. Mười mấy năm, dạ. Nói bệnh mười mấy năm trong người. Rồi. Chị không hết. Rồi đó nó hết hết. Giờ trời cũng bình thường mà. Chắc ghi vô đó biết căn bệnh của mình, biết căn bệnh của mình, tiền không có để lo, sợ sau này làm khổ mẹ, biết bệnh nó sao rồi, gia đình nghèo khổ quá, không có tiền lo, mẹ bệnh nó bệnh phải kiếm sao, nhà dọn thì tự nghiệp nó một mình đó, đem tự nghiệp nó thì, dọn mà lấy xu văn không có chuyện gì nó hết trơn. Nó đang nằm chỗ mình leo kêu nó đi đâu cũng đi à, từ lên từ xuống xe xe có ngại ai hết trơn. Chị cố gắng nha, để lo cho bà nha. Vậy là chị cũng ở đây đợi hả, hay là về nhà xong hồi lại ở đây luôn. Là
bà ngồi nghỉ mệt, nghỉ với bà thấy bà mệt đi lắm rồi. Khi mà đám mà đông như vậy đó rồi xong đám thì bà lại còn mình hết. Đó mình à, đâu còn ai đâu. Ba đứa cháu nữa. Mấy đứa này đi làm bà bệnh tim nữa, quái bà khỏe. Bệnh tim này rất là nguy hiểm, có căn bệnh tim á. Ở nhà một mình có người trông nó được. Bà bệnh tim bà mệt là có người hay liền. Thuốc hộ nghèo ta cho mình đi xin đó, ta cho nó. Thuốc hộ nghèo. Thuốc hộ nghèo. Giờ cũng đang qua. Xin một tuần, thí dụ mình đi xin uống một tuần vậy đó. Dạ. Nhưng mà con ta giàu, ta trị bệnh này. Phát hiện là trị bệnh hết đó. Mình nghèo. Có tiền theo dõi từ từ. Người giàu ta nói dạ. Giờ thì cũng đang quá thiêu mà mọi chuyện nó cũng đã sắp xong rồi. Nó cũng gia đình thì cũng bớt đau lòng. À, bà thì cũng giữ gìn sức khỏe nha. Giờ đi, giữ gìn sức khỏe nha bà. Chị nhà con mấy đứa em một mình nè. Dạ. Bây giờ nó đi rồi ha. Còn chị nè, chị bệnh nữa. Dạ, nó dạ. Sợ vậy nó, tôi sợ vậy dạ. Nó sợ chị tôi đó. Bây giờ cô bớt gầu lo đi, chứ mà nếu như mà gầu lo á, rồi nhớ Nhung rồi, biết rồi từ từ sanh bệnh nữa. Ở nhà nó quen bảo dạ. Em nhớ nó rồi. Hai mẹ con khóc hết nước mắt rồi nha. Bà giờ bà ngồi. Bà giờ nói chung không còn tâm trạng như nước mắt đâu. Cũng như là đang rơi vào một cái vực thẳm như vậy. Mất hết tinh thần hết rồi. Dạ. Bà cháu có chạy xe. Bà đi nào bệnh viện hai cháu đi theo hết chứ. Đi theo luôn. Dạ. Hai tay ôm chạy. Ở nhà thì không ai trông. Thương lắm, thương cháu lắm. 11 giờ không có sữa, nó cũng đi kiếm cho cháu uống nữa, khóc á. Dạ. 11 giờ nó nói bà bỏ tiệm luôn. Dạ. Đi kiếm cho nó không uống được. Thì cháu này cho. Tôi đi lại nữa. Anh ở gần đó hả? Cháu, nhà cũng kế bên. Tại ở xóm nó có ai có chịu nó là lại tiếp giúp ta không à? Ai cần cái gì là lại làm nhé. Ai cần gì lại làm tiếp. Tiếp tao không làm gì nó đi tiếp ta không á. Trời, anh em nếu mà có chịu gì kêu nó đi. Tại vì thương lắm, già già cũng thương lắm. Già già bán hàng nói nó lắm. Không có chuyện ai mà nặng nhẹ chứ. Nó thì già thì nhỏ thì lớn luôn. Dạ. Nhỏ thì không, không ai nói gì. Dạ, ta nặng. Thôi bà, dạ, rồi cảm ơn anh nha. Rồi bà nghỉ ngơi, con xin phép nha. Cái này có mấy đứa học sinh ở đây nữa hả? Con nghe tin gì? Nghe tin gì mà lại đây vậy? Hả? Tên gì? Hiếu. Ờ, à, học trường ở đây ha. Không, học trường ở đây. Biết cái vụ gì không? Biết cái vụ gì không? Sao? À, vụ sao? Anh, chú bị gì? Chú bị nguyên đó. Ờ. Cái này kinh không đấm. Rồi rồi. Bệnh ở bên Mỹ thì cũng đồng hành cùng anh em ở Sóc Trăng trong một cái thời gian từ khi mà mới lập kênh rồi. Từ khi em mới lập kênh rồi cả nhà, gia đình chị Bình thì trong suốt một thời gian vừa qua ủng hộ rất là nhiều bà con ở miền Tây, mà khi mà anh em chia sẻ và bên cạnh đó thì cũng rất là nhiều cái hoàn cảnh mà bên gia đình của chị Bình ở bên Mỹ thì hỗ trợ âm thầm hàng tháng những cái của ông lớn tuổi, của bà lớn tuổi mà neo đơn á. Em xin cảm ơn gia đình chị Bình rất là nhiều. Chúc cho gia đình của chị Bình có thật là nhiều sức khỏe, thật bình an ở trong cuộc sống. À, đây là một ngôi chùa. Đây là đang sửa đó luôn. Dạ. Đang sửa lại, tu bổ lại. Tu bổ lại, năm mốt lần. Đây là chùa Bà Đập ha, ở huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Ngôi chùa rất là lớn luôn.
Lần đầu tiên anh em mới được đến đây tham quan ngôi chùa ở đây. Giống như mỗi một mình cũng đi rất là nhiều chùa ở thành phố Sóc Trăng, nhưng mà mỗi một cái ngôi chùa tôi nghe thì có một cái nét đặc trưng cũng như nét đẹp riêng ha. Không có giống nhau cái cách làm còn những cái tượng này kia. Với lại bố trí và sắp xếp thì nó hoàn toàn khác nhau hết không? Anh kia cái ba tượng đó. Đi qua đây nè anh. Đi vòng quá luôn á. Bên đây. Thật sự chứ ở Sóc Trăng thì chùa của dân tộc người Khmer thì cũng rất là nhiều luôn, không có thể nào mà biết hết nổi. Ở mỗi một cái khu vực, một cái huyện nào đó thì cũng có rất là nhiều chùa. Mình cũng tham quan đi trong cái khu vực chùa để xem như thế nào ha. Bên phía bên kia làm sao? Cái cổng thì cổng ở ngoài đi vô là cái cổng, ở đây là cổng trước nè. Cái tháp tượng to rất là lớn. Đi vòng qua cũng vậy à. Đây là chính điện. Anh đây không có. Đây giống như ngôi chính điện vậy. Thì đó. Thì sau khi mà đưa tiễn anh nhanh. Dạ. 25 tháng 3. Dạ. Lễ Sima. Lễ Sima. Đây là có một vị Phật. Ba vị Phật lớn. Một vị Phật đang ở trần ngay trước chùa luôn. Nam Mô A Di Đà Phật. Cũng đến ngôi chùa ở đây thì cũng xin phép những vị Phật cũng đưa tiễn anh ấy đi, rồi cũng xin ghi hình một chút xíu bên trong ngôi chùa. Rất là đẹp anh. Đây là anh em nãy đi vào đây, anh em đi tắt đường ruộng vào cái tắt đường rồi. Chia sẻ hoàn cảnh con nhanh thì thực sự thấy ảnh rất là tội, cũng như là bất tri bỏ lại mẹ già, hoàn cảnh thì đặc biệt khó khăn ra nhà, ai cũng thương và ai cũng nói là ai cũng thương. Hoàn cảnh của ảnh là giúp là rất là đúng luôn. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì sẵn ở đây thì anh em xin gửi lời chúc, xin gửi lời cầu nguyện trời Phật cũng như là phù hộ cho tất cả quý nhà hảo tâm, kênh của anh em ở Sóc Trăng đi làm thiện nguyện, cũng như là quý khán giả có thật là nhiều sức khỏe, thật hạnh phúc, bình an bên gia đình, người thân. Và bây giờ cho phép em cũng như là anh em tạm kết video này ở đây. Hẹn gặp lại quý khán giả với mình Vương trong những video tiếp theo ạ. Cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.